Hello, mình là Ngọc Ba Miền các bạn ơi. Rất vui được gặp lại các bạn ủng hộ kênh của mình nha. Hôm nay mình thử thách là ở trong nhà tù nhỏ nhất của thế giới nha các bạn. Đây, nhà tù nhỏ nhất thế giới đây nha. Và dụng cụ của mình ở tù á là thử thách 24 giờ. Ở tù á là mình có sợi xích khóa lại. Nha các bạn nha, sợi xích nè. Sợi xích khóa lại. Rồi ở tù hồi Trung Cổ các bạn, hồi mà cách đây cũng mấy thế kỷ các bạn, là người ta cho ở tù là uống nước mắm thôi ha, nước mắm mà mình không có nước mắm hồi đó, lấy nước mắm Nam Ngư nha các bạn nha. Uống nước mắm với uống nước không à, uống nước mắm khát nước xong rồi uống nước à, uống nước nha các bạn nha. Đó, rồi cái dây nào mình truyền lên nó bình nước 5 lít đó, mình truyền vô nhà tù, mình thử thách 24 giờ nha các bạn nha. Mình trói hết tất cả cổ chân rồi trói hết nha các bạn nha. Đó, bây giờ bắt đầu mình trói nha các bạn nha. Đó, rồi mình trói nè. Đó, trói lại ha, trói lại cho bảo đảm không không đi đâu được đó các bạn. Trói. Đó, trói nha các bạn, khóa lại. Đó, khóa nha. Đó, khóa lại nha các bạn nha, khóa. Khóa chân luôn nha các bạn nha. Rồi khóa luôn nè. Khóa giò luôn nha các bạn nha. Khóa giò luôn. Rồi khóa khóa tré số 8 đó các bạn. Đó, tré số 8 này nè, đó tré số 8 đó. Đây này tré này nè, đó tré dài nè, tré dài. Rồi tré dài tré bật lên dài ha. Khóa đây lại nha các bạn, khóa không không đi được nha các bạn nha. Rồi khóa. Rồi. Khóa luôn nha các bạn nha. Đó, khóa luôn. Đang ở trong đó 24 tiếng đồng hồ mới được mở ra nha các bạn nha. Đó. Rồi đúng như là mình là lấy nước mắm mình uống, hồi đó là nó cho uống nước mắm như uống nước thôi chứ không cho ăn nha các bạn nha, uống nước mắm thôi, mà mắm hồi đó khác, còn bây giờ không có mắm, mình lấy mắm Nam Ngư nha các bạn. Đó, mắm Nam Ngư rồi uống vô miếng cho nó khát nước xong rồi uống cái nước nước suối. Mặn quá ơi, mặn quá. Rồi uống miếng nước các bạn à. Bây giờ còn mình các bạn thấy mình khóa chưa, khóa hai 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 cái chân lại, khóa cổ luôn, lát ra dây xích khóa lên đây luôn nha các bạn nha. Đó, bây giờ là mình sống trong nhà tù mini này, nhỏ nhất thế giới luôn, nhà tù nhỏ nhất thế giới. Đó, là thử thách 24 tiếng đồng hồ nha các bạn nha. Đó, một ngày một đêm. Coi thử mình có chịu nổi không các bạn, không có được ăn. Cũng như không được ăn, chỉ uống nước mắm thôi. Uống nước mắm rồi xong khát nước quá là uống nước. Có vậy thôi nha các bạn nha. Đó, các bạn thấy chưa, đó, thấy chưa. Rồi bây giờ mình vô. Mở cửa tù ra mình vô các bạn ơi, mở cửa tù. Đó, mở cửa tù. Đó. Ui da. Mình vô. Đây không được nữa luôn. Rồi, mở cửa tù. Mình vô nha các bạn nha. Mình ở trong này 24 tiếng đồng hồ nha các bạn nha. Rồi lấy thằng lấy chè mắm ra, lấy chè mắm nè, lấy chè mắm vô đây, tự uống nước mắm, uống nước mắm rồi rồi uống nước kia, thằng lấy cái giò nước á, lấy giò nước vô đó, bạn thấy không, khóa khóa chân rồi, khóa cổ luôn. Khoan khoan, mượn 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 cái chìa khóa. Ừ.
Đây là nhà tù thời Trung Cổ nha các bạn nha, thời Trung Cổ xa xưa nha các bạn nha. Bây giờ mình diễn tả lại là ở trong nhà tù mini là nhỏ nhất thế giới nha các bạn nha. Rồi khóa lại, khóa cái này luôn, khóa cái này luôn, khóa móc này lại, rồi khóa lại, theo chìa khóa rồi đó, chìa khóa ở ngoài đó, rồi dỡ cái kéo lên, móc luôn, nè rồi. Là 24 tiếng đồng hồ là uống nước mắm rồi uống nước suối thôi, không ăn nha các bạn, không ăn. Khóa lại, khóa lại. Rất là vui các bạn ơi. Thử thách 24 giờ nha các bạn, thử thách 24 giờ trong nhà tù nhỏ nhất thế giới nha các bạn nha. Nhà tù nhỏ nhất thế giới nha các bạn nha. Rồi, mình thử thách 24 tiếng đồng hồ nha các bạn. Đó. Ngoài này không có ăn cơm, không có gì hết nha, không ăn nha các bạn. Chỉ uống nước mắm với là uống nước suối thôi nha các bạn nha. Rồi, khóa. Đó, giờ ở đây bây giờ mình uống nước mắm các bạn nha. Lấy giùm cái ấy. Lấy dùng cái ống nước. Rồi, rồi đó, uống nước, nước này. Các bạn ơi, nước mắm này nha, bây giờ mình uống nước mắm nha các bạn nha. Uống nước mắm. Cua gà mặn quá. Mặn mà ngon các bạn ơi. Mặn mà ngon nha các bạn. Để đây, bây giờ uống nước nha các bạn nha, uống nước nè, uống nước. Rồi không uống nữa là mình thổi ngược lên là nó hết nha các bạn nha. Bây giờ mình ngồi trong này là 24 tiếng ngồi. Ngủ ngồi luôn nha các bạn nha. Ngủ ngồi 24 tiếng các bạn nha. Đó. Xích hết rồi, trên này mình cũng xích, chân mình cũng xích rồi, chỉ có ngồi trong tù thôi nè. Thôi thời đó là ở tù mà dạng ở tù mà tử tù đó các bạn, tử tù là tử hình đó các bạn. Nó nhốt là vừa người thôi nha các bạn. Vừa người thôi. Là nó nhốt. Khi nào nó cho ăn uống nước mắm rồi uống nước suối chừng nào chịu không nổi là bắt đầu là đừ quá rồi bắt đầu đem ra nó xử tử các bạn, hiểu không? Cũng như là nhà tù là khắc nghiệt nhất thời Trung Cổ các bạn ơi. Đó bây giờ mình thực lại là cái cảnh là nhà tù hồi thời Trung Cổ nha các bạn. Đó. Cũng như cho uống nước mắm, cho uống nước. Sau là cái cơ thể mình kiệt sức các bạn, kiệt sức xong rồi là gần chết rồi đem ra nó xử trảm các bạn ơi. Đó là thời kỳ mà thời Trung Cổ các bạn, thời mà hồi là trước công nguyên đó các bạn. Các bạn thấy vui không các bạn? Ở đây rất là vui các bạn ơi, ngồi 24 tiếng nha các bạn nha. Vui lắm. Ôi quá là vui các bạn ơi. Đó, mình ngồi ra mình ngủ ngồi luôn các bạn ơi. Đó, ngủ ngồi 24 tiếng.
khóa hết rồi, khóa xích hết rồi, khóa chắc chắn luôn các bạn ơi. Các bạn thấy khóa cái ống khóa chắc không, dây xích cầm hết rồi, nó trời ơi, đâu ra được nó đâu các bạn, mình quăng chìa khóa ra ngoài hết luôn đó. Mình hẹn người nhà là đúng 24 tiếng mới mở cho mình ra nha các bạn đó. Các bạn thấy chưa, rất là vui các bạn ha. Cái này là mình làm clip là tựa đề là nhà tù nhỏ nhất thế giới nha các bạn nha. À, nhà tù nhỏ nhất thế giới nha.